Hey các bạn, chào các bạn đã quay trở lại kênh channel Hello Lanta. Các bạn biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 12 giờ rưỡi khuya rồi các bạn. Mà biết sao không? Tại vì đói bụng quá cho nên bây giờ hai chồng mình mới đi ăn. Thì mình lại cái nhà hàng này ăn đây, nhà hàng của Mỹ nha. Đó. Thì mình cho các bạn coi cái nhà hàng này. Ok các bạn, đây là cái nhà hàng gọi là nhà hàng Waffle House nha các bạn. Đó. Thì ở bên Mỹ mà ban đêm đâu có bán hộp vịt lộn, hủ tiếu rồi mình ăn đâu. Cho nên bây giờ mình ăn mấy cái nhà hàng này gọi là nhà hàng Mỹ. Thì nó bán, nhà hàng Waffle House này mở cửa 24/24 nè các bạn. Nhà hàng này mở cửa 24 luôn cho nên rất là nhiều người mà ban đêm mà đói bụng á có thể vô đây ăn luôn. Các bạn tự nhiên ngày hôm nay nha, trời nó tự nhiên nó hơi lạnh lạnh và nó có mưa nữa. Mặc dù chưa tới mùa thu, mà tới mùa thu rồi nhiệt độ cũng hơi là lạnh á, nhưng mà bây giờ chưa phải mùa thu, đang là mùa hè. Và tự nhiên ngày hôm nay lạnh cho mình mặc cái áo này cho nó ấm. Dạ, bây giờ là 12 giờ rưỡi khuya rồi các bạn. Thì thỉnh thoảng mà khuya quá mà đói bụng á là hai chồng mình hay đi ăn lắm. Đó, đây là cái nhà hàng Waffle House nha, đây là cái menu. So I'm guessing you guys already know what you want. Can I have the hot tea? With the honey. Honey? Okay. Yeah, two hot tea please. Two hot tea with honey? Yeah, okay. Yeah, so two regular steak and eggs, two eggs. How you want your egg? Egg pop or something. Sunny side up. Yeah. Both? Okay. Yeah. And hash brown. Okay. Yeah, we ordered the same thing. Okay. Yeah. And jump out the ball and how you want your steak? The second medium rare, please. Medium rare? Yeah. That's all for you guys. Yes. Ok các bạn, trong cái nhà hàng Waffle House này mình cho các bạn coi một số những cái món ăn giá đây như thế nào nha. Chẳng hạn như mình có cái phần này là cái phần grilled bacon chicken. Thì như là có một cái bánh burger nè, rồi cái bánh Waffle House, mình có cái burger ở đây, rồi cái hash brown ở đây, rồi một ly nước. Thì giá của nguyên cái phần này là 8 đô 10 cent các bạn, rất là bình dân ha. Ở dưới đây cũng là một cái phần hai cái sandwich luôn với cái hash brown rồi có ly nước thì cũng 8 đô. Thì giá ở đây là cỡ 8 đô mấy các bạn ha. Rồi ở đây là 7 đô mấy một phần này. Rồi nếu mà các bạn ăn steak, nếu các bạn ăn steak bên này nha, nếu các bạn thịt bò bên này thì giá nó hơi cao một chút xíu, cỡ 9 đô mấy. Vừa có thịt bò với lại trứng luôn. Đó, thì cái phần này nó hơi mắc một chút xíu. Còn lại thì những cái phần khác thì nó giá cũng rất là bình dân các bạn. Cho nên đây là nhà hàng thức ăn rất là bình dân ở Mỹ. Ok các bạn, thì cái nhà hàng Waffle House này là mở cửa là 24/24 luôn. Tức là các bạn đói lúc nào các bạn ăn cũng được hết. Thì thường thường những nhà hàng mở cửa 24 này thì chẳng hạn các bạn đi đường xa đúng không? Các bạn thấy nhà này các bạn cũng có thể ghé vô ăn, các bạn lái xe đêm á. Đó, các bạn có thể tấp vô các bạn ăn cũng được. Thì ở đây nó bán đồ ăn sáng, rồi trưa, đồ ăn trưa cũng có và buổi ăn chiều cũng có luôn. Thì cái nhà hàng này á, nhà hàng này là gọi nhà hàng bình dân ở nước Mỹ nha các bạn. Nhưng mà hồi đó mà lúc mà mình ở Việt Nam mới qua, mình vô nhà hàng này mình nghĩ ủa, nhà hàng này là không phải nhà hàng bình dân, tại những cái đồ ở đây á là giống như các bạn thịt bò nè, các bạn trứng nè thì không phải là bình dân chút nào hết trơn. Nhưng mà cái nhà hàng Waffle House này là nhà hàng bình dân ở Mỹ nha các bạn. Đó, cái cho mình là lúc mà mình qua thì mình cảm thấy hơi là bất ngờ chút xíu. Đó, thì chút xíu nữa người ta sẽ đem cái đồ ăn ra. Thường thì các bạn ở bên Mỹ các bạn giống như là ban đêm vậy á, là ở đây đâu có bán lòng lề đường giống như ở Việt Nam rồi, tức là không có bán hủ tiếu hay là hủ tiếu gõ hay là gì hộp vịt lộn này cho các bạn ăn đúng không? Cho nên là rất là khó để các bạn kiếm một cái gọi là cái nhà hàng để các bạn ăn vặt ban đêm. Thì thường thường ăn đêm á là mình đi hai nhà Waffle House này, tại nó mở cửa cả đêm luôn các bạn, cho nên rất là tiện lợi. Cái hoàng ban đêm trời nó hơi lạnh lạnh chút xíu, bây giờ mình uống trà nóng chứ mà uống nước đá nữa. Tự nhiên hôm nay trời thời tiết lạ dễ sợ luôn, tự nhiên hôm nay nó lạnh lạnh nó là như là bắt chuẩn bị có mưa nữa các bạn.
đây là mật ong nè các bạn. Đó, người ta cho cái gói trà đúng không, người ta cho nước sôi rồi sẽ cho mật ong, các bạn chế mật ong vô. Thơm mà, thơm mật ong. Ok các bạn, bây giờ người ta vừa mới đem ra cái bánh, cái này gọi là cái bánh waffle ha. Bánh này bánh waffle, nó rất là mềm. Nhìn nó rất là giống cái bánh tàn ong ở Việt Nam. Nhìn nó mới mềm đó. Giờ mình xé mình ăn luôn nha. Cái này người ta sẽ ăn với cái gọi là cái white bread gì đây. Cái này giống như là cái bơ các bạn, rất thơm mùi bơ ha. Còn cái này là maple syrup thì mình không biết dịch là tiếng Việt là gì nữa, nhưng mà cái này sẽ ăn với cái bánh waffle này, chế lên. Bánh này rất là nóng các bạn, ngon lắm rồi. Thank you. Đó, giờ người ta vừa đem đó các bạn, đem hai cái trứng. Cái này là hash brown. Để các bạn coi, cái này là hash brown nè. Còn cái này là trứng nè. Rồi cái này là mấy cái bánh mì ha. Rồi chút xíu nữa người ta sẽ đem ra cái set là cái thịt bò. Và cái bánh waffle rất là ngon nha. Các bạn ăn chung với cái maple syrup á là ngon luôn. Cái bánh này làm nó là vừa, xong rồi các bạn chế cái maple syrup lên là nó hơi ngọt ngọt chút xíu nữa, nó ngon. Để đắt tiêu lên các bạn ạ. Đây các bạn bỏ tương cà vô. Một cái nhà hàng bình dân của Mỹ nhưng mà cái đồ ăn rất là chất lượng các bạn. Cái này là cái hash brown này, thành phần của nó là khoai tây các bạn, mấy cái miếng khoai tây người ta cắt mỏng ra mà rất là mềm, cái mềm như bột đó. Người ta vừa mới đem cái phần steak ra nè các bạn. Đó là ngon không? Hấp dẫn không? Này là bây giờ mình. Hồi đó mình ăn cái trứng này lúc nào mình cũng ăn cái phần trắng trước á, lòng trắng trước xong mình chữa lòng đỏ mình ăn sao. Cái lòng đỏ nào cũng ngon á. Cái gì ngon để sau cùng. Đây mình đang thử miếng steak này nha. Trước khi ăn các bạn cho cái gọi là cái sốt để ăn steak vô, rồi sốt A1 á. Sốt này hồi đó chắc mấy cái video trước mình có nói rồi nè, sốt A1 là để mình các bạn ăn steak này. Mà nổi tiếng á mình. Lúc nãy là mình order cho người ta nấu tức là chờ tức là tái vừa các bạn, để nó mới ăn nó mới ngọt. Rất là ngon, miếng xét là ngon. Hồi trước mình kêu cái phần mà T-bone các bạn là cái miếng nó gấp đôi miếng này rồi, mà T-bone này hết trơn. Xì bò rất là ngon, miếng nó bự lắm. Rồi các bạn, mình thấy người Mỹ họ thích ăn thịt bò hơn. Như nhà hàng Mỹ nào là
cái thịt bò, cái loại thịt steak á, thịt bít tết á, là nói chung là phổ biến nhất luôn. À, thịt bò với thịt gà, chứ người Mỹ họ ít ăn thịt heo lắm. Mà trong các loại thịt đó nha, là thịt gà là thịt tốt nhất. À, nó không có chứa quá nhiều mỡ và cái lượng nạc nó cũng nhiều hơn. Còn đó là nó dạng thịt trắng tốt với bạn, còn các bạn ăn thịt bò nhiều quá là thịt đỏ. Ở thịt đỏ nhiều cũng không tốt, nhưng mà thịt thỏ các bạn ăn thì cũng sao hết. Thích ăn cái trứng mà hơi sống sống nha các bạn. Dạ. Mà lâu lâu mới ăn cơm mà ngon quá. Còn miếng cuối cùng ăn thôi, về ngủ ngon các bạn. Gỡ chất một thì sáng nè. Các bạn coi ngoài trời mưa nè. Trời mưa hiu hắt. Ngoài xa xa có những chiếc xe chạy qua chạy lại. Rồi, hay bị no đó. Gà no là mình về ngủ ngon lắm luôn á. Có chắc ngủ ngon không? Yeah. Ăn ngon ngủ ngon mới lạ nè. Ăn ăn gì bụng cực lắm á. No quá khó ngủ. Bây giờ mình húp một lần trà nóng mật ong. Ok các bạn, thì tính tiền hai vợ chồng ăn là 26 đô 81 sen. 26 đô 81 sen các bạn. Quá mắc, cũng không có rẻ lắm. Tại vì biết sao? Tại vì mình, tại lúc nay mình chọn ăn thịt bít tết á, steak, cho nên mình hơi cao chút xíu. Với lại mình kêu thêm cái bánh waffle nữa. Bình thường á là mình không kêu bánh waffle, nhưng mà ngày hôm nay mình kêu bánh waffle để mình ăn. Tại cái đây là waffle house, thì mình phải kêu bánh waffle. Thì các bạn coi cho waffle ra sao. Các bạn, yeah, mình vừa trả tiền xong rồi, bây giờ về ngủ. Hơi bị no luôn á. Ngoài trời mưa kìa. Các bạn thấy ngoài trời mưa không? Bây giờ xe lạnh luôn á, bây giờ mình cảm thấy trời lạnh. Ok các bạn. Ok bây giờ mình ăn xong rồi nên mình về ngủ đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video ngắn của Brian ngày hôm nay, một cái đây là buổi đi ăn đêm rồi các bạn. Ở đây không có hộp vịt lộn hay là trà đá hay gì đó, giống như là hủ tiếu gõ này như Việt Nam. Thì mình có một cái nhà hàng để mình ăn. Yeah, thì mình cũng muốn giới thiệu là cái nhà hàng Waffle House để các bạn nào có thể biết và có thể ăn vào ban đêm các bạn. Nhà hàng mở cửa 24/24. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Và bây giờ mình chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye các bạn.